phở gà nướng nghi mốc khói. Xin mời cả nhà, xin mời cả nhà. Mê nhất là rau nè. Quá ngon luôn. Cái nồi nước nó trong veo. Cho thêm rau. Còn nghe bạn đi cắt giòn rụm luôn. Quá hấp dẫn. Đẹp á. Tôi đi làm nước. Tôm tươi quá. Duty free hiện ra tiếp rồi cả nhà ơi. Mình lại tranh thủ gom nước hoa thôi. Nước hoa ở đây là siêu xịn rồi. Chuẩn đích thực, authentic rồi. Là chỗ ăn trưa ở New World. 1, 2, 3. Bạn đang chuẩn bị những cái đồ này. Nước, tóc, smoothie, salad, banana, trái cây. Phở bò, phở gà, hai loại phở. Mình sẽ chọn phở bò. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được ăn phở đây. ăn phở đầy đủ rau. Quá ngon luôn. Cái nồi nước nó trong veo. Cái đây là ít bánh. Okay. Phở đó cả nhà, phở Việt Nam trộn xong rồi nóng hổi, cái mình cho nước lèo lên, cái nồi nước lèo phở chất lượng chưa? Trong bát. Bánh bì, hấp dẫn, có nước bếp ở trên. Sữa đá đây cả nhà, uống kiểu cà phê Việt Nam. Sữa đá trước nha. Cho một ít sữa. Một ít cà phê đen. Phở nha, hấp dẫn quá đó.
quả bò, thương hiệu Việt Nam. Đặc biệt là có cái tô nước chấm này. Xin mời cả nhà. Hôm nay là ăn sữa với một cốc bánh ngọt. Có món cuối cắm đây cả nhà ơi. Cái món này mình cảm thấy cái lạ lạ, chana gì đây, chắc là của Ấn Độ. Cái bánh wow, sủi cảo Dumplin. Mình sẽ dùng cái bánh này. Xíu giấm đỏ. Có cơm thì xào nữa nè. Thêm mấy món thịt sông cối, xúc xích, trứng. Chắc mình sẽ ăn thêm một cái tô phở gà nữa cho nó đổ bộ. Thích ăn mấy món nước nước cả nhà. Nhìn gà này có vẻ giống như là gà đồng á. Salad ở đây có cái sung fit quả tươi ấy. Hồi nãy mình ăn rồi thấy vị ok cả nhà, ngon. Salad kim chi, cá hồi, cái món cá hồi muốn khối với lại chi phô mai này dành cho khách Tây họ thích. Mình lại thích mấy món phở kia. Đây tô phở gà nấu nghi mút khối, xin mời cả nhà, xin mời cả nhà. Mềm nhất là rau này, giá đầy đủ này. Cái món gì thịt giá rau phở hòa quyện lẫn nhau cân bằng dinh dưỡng như món phở này ta, ai mà phát minh ra tài tình. Điều qua có hai chỗ ăn sáng cả nhà, ở tầng trệt hoặc là tầng 10. Trước mình ở tầng trệt hay lên tầng 10. Còn thử ra bên ngoài thì có gì. Bên ngoài thì người nóng nhưng mà được cái gần với thiên nhiên. Nhìn qua là thấy biết tách cô rồi.
đây chắc tối mới ngồi được, bây giờ hơi nắng. Cũng có mấy em hoa, có hoa tường vi. Giới thiệu về văn hóa Việt Nam mình nè. Tranh đồng hồ. Tranh đồng hồ, tranh hàng trống, tranh kim hoàng, tranh làm sình. Đó là nghề làm giấy nhân gian nghệ thuật thư họa tranh nhân gian Việt Nam. Tranh nhân gian Việt Nam qua dòng chảy nghệ thuật dân gian châu Á thì lại kết. Sách này là sẽ hiểu biết thêm về cái văn hóa truyền thống lâu đời của Việt Nam mình, những cái tinh hoa văn hóa. Ở đây thì có tranh về Việt Nam, cả tiếng Anh, tiếng này giống tiếng Pháp lắm. Cho các bạn nước ngoài biết về Việt Nam mình nhiều hơn. Ngoài đồ sách ở dưới á, chiến thắng Điện Biên Phủ kia nè, các món ăn đường phố nè. Tình cờ đi ngang cái chỗ Dinh Độc Lập. Hôm nay là thứ ba mà vẫn có rất là nhiều đoàn khách tới tham quan. Rất là đông luôn á. Giống như là người thổ á. Có nhiều khách nước ngoài. Chồng mình kêu là giống người thổ. Công viên Dinh Độc Lập. Rất là nhiều cây xanh. Đi dưới những tán cây này mát. Nhà thờ Đức Bà vẫn còn đang sửa. Cái tiểu cảnh Tết vẫn còn kìa cả nhà. Khúc cây là đào mai bất tử nè. Hồi Tết tới giờ vẫn còn luôn. Rồi lâu lắm gặp lại Coffee Bean. Mình rất là thích là trà sen ở đây. Ly giống như buổi Starbucks. View ngồi ở chỗ em Plaza khúc này nhìn thoáng. Xin mời cả nhà. Trà sen. Đây là tầng 10 phục vụ bữa ăn chiều của Vua. Bữa ăn sẽ bắt đầu 5:30. Hoa đẹp quá. Chỗ này là nước. Many shrimp. Tôm tươi quá. Tôm tươi, hầu tươi. Cái này là tái chanh hả em? Chị cảm ơn. Oyster này. Fresh, so fresh. So nice. Cái cây tươi. Salad, đồ ăn kèm, kim chi.
chi Hàn Quốc. Việt Nam mình có cải chua, salad này, phô mai, à có cái đùi kiểu này, phải đùi heo không ta? Nhìn giống đùi heo lắm, mình lại thích ăn đồ tươi hơn, sushi. Cái sushi này đẹp. Đây thì hậu đúng phô mai. Nghe bạn đi cắt giòn rụm luôn. Wow, quá hấp dẫn. Đùi gà chiên, hàu nướng phô mai. Có cái món cơm này ngon này nha, cơm với cải chua của mình, với bò sẽ ăn một miếng. Thích ăn bao nhiêu cải này nè. Ladies and gentlemen and dear children, welcome on board. This is your captain speaking. As you see, we are almost completely ready and we'll close our doors within 10 minutes. Estimating our total flight time is somewhere approximately 10 hours and 50 minutes. Flight conditions in general very good, but from time to time we'll have some light jumps. Welcome again and I wish you a very pleasant flight. Thank you. Again, ladies and gentlemen, this is your captain. Approximately within 5 minutes we will start our descent and plan to land within 40 minutes if there is no delay due to traffic. For the time being, the weather situation at Istanbul is very good. From time to time we see light rain, temperature 10 degrees Celsius. On behalf of Turkish Airlines, my crew and myself, wish you a very pleasant flight and landing. Thank you. Istanbul rồi cả nhà ơi. Duty free hiện ra tiếp rồi cả nhà ơi.
mình lại tranh thủ gom nước hoa thôi. Nước hoa ở đây là siêu xịn rồi, chuẩn đích thực, authentic rồi, chuẩn authentic rồi. Hello Istanbul. Như vậy là video kỳ này của Nguyên tới đây xin được tạm dừng. Nguyên xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người video kỳ tới. Nếu cả nhà cảm thấy yêu thích video này, nhớ nhấn nút đăng ký, ấn chuông, like, share và để lại bình luận, ủng hộ cho kênh YouTube Nguyên Turkey và trang Facebook Nguyên Turkey Cuộc Sống Thổ Nhĩ Kỳ. Bye bye cả nhà.